sinh tiếp theo, Phạm Văn Liếp. Em chào anh Trường Giang, chào anh Trấn Thành, chào anh Bắp, đẹp trai Ngô Kiến Huy. Chào quý vị khán giả đang xem ở khán phòng và quý vị đang xem trên TV. Em tên là Phạm Văn Liếp, em đến từ Đồng Tháp. Em đang làm gì? Dạ em đang làm ruộng, nhà phụ gia đình. Vậy đó, dạ. Hôm nay là căn gói từ Đồng Tháp lên đây hả? Dạ. Rồi lát thi xong lại về Đồng Tháp lại hả? Dạ thi xong rồi. Đi một mình hay đi với ai? Dạ đi với lại anh chị hai với chị ba với lại dì Út ngồi ở sau. À là gia đình bao vây hết hả? Dạ. Rồi thấy đi, 60 giây dành cho bạn bắt đầu. Từ giả miền quê xa xôi em đến Sài Gòn nè, em thi thách thức cho anh Hài lần đầu tiên. Em không cần tiền, em chỉ mong được đứng với anh Trường Giang, đứng trước anh Trấn Thành, đứng trước quý vị khán giả, đứng trước anh Ngô Kiến Huy về nơi em là hạnh phúc lắm rồi. Thật sự em muốn đem đến đây là một cái gáp mới gọi là rap 2016, rap hài freestyle từ cái suy nghĩ xúc cảm từ em. Em không cần nghĩ đến thời gian, cũng không cần tiền, chỉ mong hai anh cười là em vui rồi. Vì đó là xúc cảm từ em, thua cũng được mà không thua cũng được, ăn cũng được không ăn cũng được, miễn sao á em về quê em được lên TV, được gặp anh Trấn Thành, được gặp anh Trường Giang, được gặp anh Ngô Kiến Huy, được gặp quý vị khán giả là em vui rồi. Còn có 20 giây nữa mà anh Chu mỏ không có cười, mong anh là phải cười, mong quý vị khán giả vỗ vàng khó tay cho anh Thành cười. Chúc mừng bạn đã lấy được 2 triệu từ anh Trấn Thành. Cười là thấy thương á. Dạ. Đường xa xa xôi á. Cười lũ phí, hiểu không? Dạ. Biết sao không? Thấy cưng quá à. Tự nhiên đâu chế ra được cái rap đọc không vô, không dính được nhịp nào. Đọc mạnh thái đọc. Anh nói trước đâu. Freestyle. Freestyle. Làm gì làm. Muốn nói ai nói, muốn tâu ai tâu, à, kính thưa luôn các loại nhịp. Ê, cho bữa nào cho anh cái bài rap này, chứ anh đi làm tới sáng được á. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta đến với chương trình Thách Thức Anh Hài. Quý vị có thể thấy từ trên kia có Ngô Kiến Huy bên này, có tất cả bốn hàng ghế khán giả ngồi phía kế bên tôi là Trường Giang và tất cả mọi người. Làm tới sáng luôn được á. Dạ. Là bây giờ nếu vòng tiếp theo bạn thi nữa là đọc rap tiếp hả? Tôi quánh à. Lấy 2 triệu tôi đọc rap tôi quánh à. Bạn ơi, bạn có 2 triệu rồi, bạn quyết định đi tiếp hay ngừng lại? Cho em nhìn anh chị với gì cái. À hồi ý đi. Nhìn rồi. Đi, nhưng mặt đó nhìn bạn dạ. Kìa. Em xin dừng. Dừng lại. Dừng cuộc chơi. Bây giờ là hai vị giám khảo đang đợi em, ôm hôn thân thiết, mời em. Dạ. Tặng em. Dạ em cảm ơn. Trời ơi là trời. Dạ em cảm ơn. Dạ em đến đây ta tức dinh hài, công thức tới đây. Em cảm ơn. Rồi, chúc mừng em, giành thưởng 2 triệu đồng.